ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Những năm vừa qua, phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được phát triển sâu rộng. Tuy nhiên, trước tình hình cháy nổ vẫn diễn biến hết sức phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại như thời gian vừa qua, tiếp tục đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 2.000 vụ cháy nổ. Chỉ tính riêng năm 2014, toàn quốc đã xảy ra hơn 2.300 vụ cháy, làm chết 90 người. Đáng chú ý là hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa có kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Theo đại diện của Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, thời gian tới, Cục sẽ tham mưu cho Bộ Công an trình Chính phủ xây dựng các trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các thành phố. Dù biết tầm quan trọng của phòng cháy như thế nào, nhưng mà không phải nhiều người trong số chúng ta đã thực sự hiểu rõ được những kiến thức về phòng cháy chữa cháy, hay chỉ đơn giản là những cách để thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Hãy bắt đầu với một câu hỏi: đâu là nguyên nhân chính gây ra chết người trong các vụ hỏa hoạn? Nguyên nhân chính là có bỏng nặng quá thì chết thôi. Do bị cháy bỏng, hay bỏng do nhiệt ạ? Là do bỏng ạ. Thế còn bạn này, theo bạn nguyên nhân vì sao? Dạ, theo em là do về nhiệt. Tổn thương do bỏng nó quá nặng. Cho lửa cháy mạnh quá thì là người bỏng nguy hiểm. Nguyên nhân chính thì nó sẽ là bỏng. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn khác. Các yếu tố có tác động của đám cháy đến sức khỏe và tính mạng con người thì cái đầu tiên là khói và khí ngạt. Sau đó khi lửa cháy to rồi tác động bằng nhiệt. Cháy giai đoạn đầu là cháy giai đoạn không hoàn toàn. Tỏa ra nhiều khói, rất dễ sinh ra khí CO, nó gây cực độc, rất gây cho người ta choáng, gây mê. Cho nên là con người ta đã choáng rồi, không có tỉnh táo và không thể thoát hiểm được. Theo tính toán, chỉ cần khoảng 1 phút sau khi hít phải khí CO là nạn nhân sẽ bị choáng và hôn mê. Tránh hít phải khói là điều đầu tiên phải nhớ khi thoát khỏi một đám cháy. Nhưng chỉ vì thiếu kỹ năng này mà trong rất nhiều các vụ cháy, nạn nhân đã phải tử vong oan uổng. Ngày 29 tháng 7 năm 2011, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xưởng may da giày Hải Phòng. Do sơ suất khi hàn, ngọn lửa đã bùng lên ở cửa chính, xưởng lại không có cửa thoát hiểm. 13 người chết, 21 người bị thương. Nhưng theo đại tá Lực, người trực tiếp có mặt tại hiện trường khi đó, 13 người tử vong, lẽ ra vẫn có cơ may sống sót nếu họ có những kỹ năng thoát hiểm cần thiết. Thì một số công nhân thì chạy thoát ra ngoài được, có khi đã lửa bùng lên nhưng họ lao ra ngoài. Thì một số khác hoảng loạn thì chạy lao về phía trong, về phía cuối phân xưởng, tức là nơi chưa có chữa cháy, nó mới cháy ở cửa phía trước cửa thôi, thì chạy về phía trong và chui vào trong nhà vệ sinh. Và khi mà lực lượng cháy đến thì triển khai dập cháy. Khu vực đó mà công nhân chết là chưa cháy đến, mới cháy phía ngoài tường vệ sinh thôi. Nhưng khi chúng tôi vào, 13 người nó đã chết ngạt rồi. Không có kỹ năng nên dễ hoảng loạn và mắc sai lầm trong tình huống nguy cấp. Và không có kỹ năng nên dù thoát hiểm vẫn phải gánh chịu những di chứng suốt đời. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là làm như thế nào để có thể học được những kỹ năng đó? Tới là mình chưa được trải qua một khóa huấn luyện nào mà gọi là chính thức về những cái cách thoát hiểm trong những vụ cháy hết. Trung bình mỗi năm ở nước ta xảy ra 2.000 vụ cháy, nghĩa là khoảng 7 vụ mỗi ngày, nghĩa là 7 lần câu hỏi làm như thế nào để thoát hiểm lại được đặt ra. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng có đủ kỹ năng để trả lời đúng câu hỏi sinh tử này.